Muốn tìm cái program thì vô đây đánh chỗ này left click, xong rồi nếu mà muốn bỏ cái vi Unity thì là right click cái này, cho con chuột vô đây, bấm right click thì muốn cho nó không có ra cái, muốn cho nó không có, muốn cho nó hoạt động á, thì là vô đây rồi bấm cái nút bên trái con chuột, xong cái là kết thúc thì nó ra. Thì còn cái VPS này á, coi VPS này á, thì bây giờ nếu mà muốn không có cho nó hoạt động á thì là cũng là right click vô cái logo của VPS, xong cái right click thì nó ra cái này, thì mình exit ra đây. À, mình exit thì là nó không còn nữa. Còn nếu mà mình muốn muốn cho nó hoạt động trở lại á thì là mình lại bấm left click 2 lần thì là nó ra cái chương trình VPS. Đó. Đây. Thì là chương trình đây, thì là vô đây kỹ thuật thì là mình chọn Unity rồi đánh chỗ thường, rồi số 1 số 2 là cắt dấu, còn đây là dấu thoát, rồi mình đánh cái này là 2 chữ đó, không có cần phải đổi gì thêm nữa, rồi mình click là ok.